lực và mệt mỏi trong quá trình nằm ngủ. Thiết kế thì lượng sóng luôn nha, nâng đỡ cột sống cổ, điều chỉnh gấp khúc của đường thở khi ngủ cho một giấc ngủ êm ái và thoải mái hơn. Chính xác luôn nha quý vị, hãy sở hữu liền bộ hai gối Memory Foam cao su hoạt tính đến từ thương hiệu Tmax, cam kết chất lượng mà chúng tôi bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng. Nếu như quý vị phát hiện là gối bị xẹp lún cho quý vị, cho nên là chúng ta còn chờ gì nữa, phải nhanh tay sở hữu liền. Bởi vì sao? Ngày hôm nay trong khung giờ đặc biệt này thì quý vị sẽ sở hữu với mức giá cực kỳ ưu đãi. Hãy quên đi mức giá niêm yết là 699.000 đồng cho hai gối trước đây nha. Bởi vì trong khung giờ này chúng tôi giảm ngay 200.000 đồng cho quý vị luôn. Mức giá bây giờ chỉ còn có 499.000 đồng mà thôi, mà được hai gối nha quý vị. Quà tặng cũng duy nhất trong giờ phát sóng mà thôi. Hết giờ phát sóng này rồi thì không còn quà tặng này nữa đâu. Đó là gì ạ? Một túi xách du lịch màu sắc ngẫu nhiên nhưng mà màu nào cũng rất là đẹp, rất là thể thao, rất là tiện dụng nha. Có thể xách tay nè, hoặc là gắn vào thanh kéo vali rất là tiện luôn. Và đặc biệt là không thấm nước. Ngoài ra các chị em phụ nữ còn nhận thêm một quà tặng hấp dẫn nữa là một chiếc ví nữ như thế này nữa, rất là thời trang đúng không nào? Nhớ kỹ, những gì quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình bây giờ chỉ có 499.000 đồng mà thôi, và duy nhất trong giờ phát sóng này mới có mức giá ưu đãi này mà thôi. Quý vị có thấy chương trình ngày hôm nay của chúng ta hấp dẫn không ạ? Nhưng mà khi phát sóng thì có lẽ có rất là nhiều khách hàng sẽ đặt câu hỏi cho Hồng Mỹ với lại Thiên Trang là gối thì nhà ai mà không có, tự nhiên đúng hôm rồi. Nay giới thiệu gối làm cái gì, nhà không có gối thì làm sao để mà ngủ được. Đúng nhưng rồi. Quý vị ơi, đồng ý với tất cả chúng ta là gối ở nhà ai cũng có. Chính tuy xác. Nhiên gối ở nhà quý vị bây giờ nó đang ở trong cái tình trạng như thế nào? Đó là những chiếc gối thật là cứng nè, nằm thì mình cảm thấy là khó chịu, trằn trọc, mỗi đêm mình ngủ không có ngon, đặc biệt là vào những cái mùa hè mà mùa nóng nực ở nhà, mùa hôi mình rỉ xuống phía dưới nó bay cái mùi lên cảm thấy rất là khó chịu. Bên cạnh đó nữa nha, là mình nằm cái gối mà nó không có chất lượng á, mình sẽ bị đau phần cổ nè, vai gáy của mình mỗi buổi sáng thức dậy cảm thấy cực kỳ là uể oải và vô cùng mệt mỏi luôn. Thêm nữa là nếu mà ở nhà có người lớn tuổi á, vốn dĩ là người lớn tuổi đã khó ngủ rồi nha, đã thường hay bị đau cột sống nè, rồi đau phần cổ, đau phần gáy rồi, mà nằm những cái chiếc gối không chất lượng nữa thì lại càng ảnh hưởng và bệnh ngày càng trầm trọng hơn nữa. Rồi một cái nữa mà ở nhà Hồng Mỹ thấy hầu như mùa hè ai cũng bị hết, đó là cái gối của mình bị ố vàng, bị vết bẩn nha. Và rất là nhiều những căn bệnh nguy hiểm mà truyền thông báo đài đã đưa tin về việc là những cái chiếc gối là nguy cơ gây rất là nhiều những cái bệnh nguy hiểm cho chúng ta mà mình đôi khi mình không có quan tâm. Đôi lúc là công việc quá là bận rộn hoặc là chỉ giặt cái vỏ gối bên ngoài thôi, còn cái ruột gối ở bên trong thì cứ để ngày này qua tháng nọ, năm này qua tháng khác. Nói chung là nhiều lúc mà vỏ cái ruột gối ra là mình thấy giật mình luôn á Thiên Trang. Chính xác luôn. Quý vị ơi, nói ra thì nghe mắc cỡ quá, nhưng quý vị coi cái này nó có quen không ạ? Trời ơi, nãy thì nó quen thuộc không? Mình dễ sợ chưa quý vị? Trời ơi nè, đó, mặt nào cũng như vậy hết. Nhưng mà có phải là sau khi mà tháo cái áo gối ra bên ngoài á, thì bên trong đa số là gia đình chúng ta nằm những chiếc gối như vậy nè, thì bên trong nó bị ố vàng này nha, nó dơ như vậy nè quý vị, là nó tiềm ẩn biết bao nhiêu là vi khuẩn mà mình không có để ý, mình bỏ qua như vậy mỗi ngày một chút, nhưng lâu lâu nó tích thành bệnh lúc nào không hay mà chưa kể nha. Thôi đưa cái gối đây cho Hồng Mỹ, đây Hồng Mỹ sẽ cho Thiên Trang với lại tất cả quý vị thấy một cái vấn đề nó xảy ra trong nhà, không chỉ là cái gối cũ nó hôi, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình đâu, mà cái gối nó cứng, nằm nó không có là tạo được cái độ êm á, thì mình nằm mình cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Giờ Thiên Trang ơi, Hồng Mỹ đã để cái gối giống như bình thường cái gối ở nhà của mình hay có nha. Rồi bây giờ Thiên Trang nằm lên trên nha. Bây giờ quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhìn cái hình ảnh Thiên Trang nằm cái chiếc gối này. Quý vị có thấy được cái điều gì nó khác biệt hay không so với cái sản phẩm ngày hôm nay mà chúng tôi chia sẻ? Đây, cái gối này ngoài việc nó bẩn, nó dơ ra thì cái phần cổ của Thiên Trang nè, quý vị nhìn thấy là nó bị gập khúc với lại cái phần đầu. Và cái phần đầu khi mà nó tì xuống như thế này á, lập tức á là nó không có cái điểm để mà giảm cái độ tì nén. Sẽ dồn cái áp lực lên phần cổ của chúng ta. Khi mà cái phần cổ nó gập như vậy thì lúc mà mũi chúng ta thở đó, nó sẽ gặp cái vấn đề về đường thở. Thở của mình nó sẽ bị gấp khúc theo cái đường gấp. Nên là quý vị nhìn thấy một cái đường nó gập như thế thì lúc mà mình á thở mình sẽ cảm thấy khó thở. Nên sẽ có nhiều người á có cái tình trạng là hai cái phần vai gáy này nè, bên này là hai cái phần vai gáy bên này sẽ rất là đau khi mà chúng ta thức dậy luôn. Đúng rồi, nó trông bị mỏi lắm đúng không? Cảm thấy khó chịu đúng không? Chưa kể là có những lúc mà ngủ mệt quá thì mình cứ thế này mình ngủ thôi. Rồi tới sáng thức dậy tự nhiên cảm thấy nó khó chịu, nó cứ khò kè nè. Trời ơi, bây giờ mới hiểu được á, là tại vì cái chiếc gối nó đóng vai trò hết sức quan trọng luôn. Mình nghĩ là mình nằm như vậy á thì là nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà tới khi mà chúng ta đổi một cái tư thế khác để mà chúng ta nằm coi là lúc đó sẽ như thế nào đây. Đây. Trời ơi, cảm giác khác hoàn toàn luôn.
thấy cái điều gì khác biệt không? Đúng rồi, cái đường thở nó bắt đầu nó thông thoáng luôn nè quý vị. Đúng ơi. Rồi, tại vì cái đường thở của Thiên Trang nó không có bị gập nữa. Đúng mà rồi. Quý vị thấy là bây giờ nó tạo thành một cái đường thẳng lên nè. Đó, phần cổ, phần đầu của chúng ta nó tạo thành một cái đường thẳng uốn cong theo cái phần đầu với lại phần cổ của mình. Có nghĩa là khi mà chúng ta nằm á, cái cơ thể của mình cấu tạo như thế nào thì lập tức là nó sẽ uốn cong theo. Tại vì cái gối này nè quý vị nhìn thấy là nó đường lượn sóng luôn mà. Nó có một cái đường lượn sóng như thế này thì nó sẽ lập tức ôm vào phần đầu cũng như là phần cổ của chúng ta, giúp cho cái đường thở của mình trở nên nó là thẳng hơn, trở nên thoáng hơn, không có bị gấp khúc nữa. Và so sánh hai cái hình ảnh rõ ràng nhìn thôi là thấy sự khác biệt rồi nè. Đó, một bên nó thì gấp nha, nằm rất là dốc, một bên thì mình nằm thẳng và ôm vào phần đầu, phần cổ, vai gáy của chúng ta, tạo một cái cảm giác rất là thoải mái. Tiên Trang có thấy thoải mái không? Ngủ luôn á, dậy đi vậy. Trời ơi thoải mái lắm quý vị ơi. Đây nè, đây nè, để Trang nói quý vị nghe nha. Ô, trời đất ơi. Khi mà nằm nghiêng thì mình mới thấy được là cái hiệu quả của cái gối này nó nhiều hơn nữa nè quý vị. Tại vì sao? Bình thường á, nếu như mà mình nằm chiếc gối thế hệ cũ á, thì cái vùng ở giữa nó bị vênh lên á. Đúng rồi. Thì nó sẽ làm cho cái gối, cái gương mặt của mình nè, cái đầu của mình nè, nó sẽ bị là khó chịu đó. Có cái phần hở ngay cái phần phần này nè quý vị. Ờ, cái cổ của mình sẽ có phần hở nè, khó chịu. Còn bây giờ là tất cả mọi cái điểm ở trên cơ thể mình đều có điểm tựa hết luôn nè quý vị. Đó, nó ôm trọn vào trong hả cái đầu nè, rồi cái phần cổ, vai gáy của mình nè. Nên cảm thấy dễ chịu cực kỳ, thích quá. Đó, và quý vị ơi, không chỉ là chúng ta có thể là làm cho cái đường thở của mình nó trở nên thẳng, trở nên thoáng, không bị gấp khúc đâu, mà nó còn giúp chúng ta có thể là tránh được cái tình trạng ngáy khi mà mình ngủ nữa. Quý vị có biết tại sao lúc mà mình nằm ngủ như thế này chúng ta hay bị ngáy không ạ? Tại vì mình nằm mà cái đường thở của mình nó bị gấp khúc á thì lập tức là mình sẽ khó thở, mà khó thở thì sẽ phát ra những cái tiếng ngáy. Và phải nói là ngáy á thì ai cũng ngại hết, đặc biệt là ngủ với hay là những người mà mình đi chung, đi tập thể nè, đi du lịch nè, hay là mình đi chơi chung với bạn bè cùng lớp của mình, chúng ta tổ chức những cái buổi liên hoan, ngủ chung với các bạn gái mà không ai ngáy hết, mình ngáy sáng ngày hôm sau người ta hỏi chắc là mình mắc cỡ lắm luôn á. Rồi chưa kể là hai vợ chồng ngủ chung với nhau mà chỉ còn người chồng mà ngáy quá thôi là người vợ cũng không ngủ được luôn á Thiên Trang. Chính xác luôn á. Mị ơi thật sự luôn nha, bây giờ Trang nằm đây là chỉ muốn ngủ luôn thôi á. Làm gì cái gối này nó gây nghiện á mị ơi. Mình nó nằm vào cái cảm giác nó rất là êm ái, nó dễ chịu, nó thoải mái, đặc biệt là gì? Không có cái mùi cao su khó chịu nha. Thường thường á thấy vậy chứ Trang rất là sợ nằm ở trên những cái chiếc gối mới, bởi vì cái mùi cao su nó nặng lắm. Nghe cái chữ cao su hoạt tính mình sợ là nó sẽ có cái mùi cao su nó khó chịu, nó làm cho mình ảnh hưởng giấc ngủ của mình. Còn bây giờ thì nè, ồ mình nằm vào nha, nó êm ái nha, nó thoải mái này nha. Đã vậy cái mùi còn rất là dễ chịu nữa, mình đã được qua xử lý rồi. Đảm bảo luôn khi mà chúng ta nằm ngủ ở trên một cái chiếc gối này nha, thiết kế thì nó mới này nha. Nó tạo cho chúng ta có đầy đủ những cái điểm tựa ở trên cái cơ thể của mình, cho nên không có một cái chỗ nào bị mỏi hết trơn á. Nằm nghiêng cũng được này nha, nằm thẳng cũng được nè. Wow, đó, thoải mái vận động luôn nè. Đó, thành ra là đúng rồi, quên nữa là cái gối này nè, nó đàn hồi chậm. Đúng cho rồi. Cho nên là khi mà mình có cửa mình nè, đó, xoay trở người nè, cửa mình nè, thì cái cảm giác nó vẫn êm ái và nó ôm gọn vào trong cái cơ thể của mình, cái vùng đầu, cổ, vai, gáy của mình, cho nên là không có cảm giác khó chịu. Đó, quý vị thấy không ạ? Cái cao su hoạt tính rồi quý vị thấy không? Đó, cái độ mà lúng của nó, xẹp lúng của nó thì chúng tôi đã chứng minh bằng cái việc là cả một cái chiếc xe nó nặng ơi là nặng như thế này, chạy qua chạy lại, cán đi cán lại như thế này, nhưng mà cái độ đàn hồi vẫn cực kỳ tốt luôn, quý vị thấy không ạ? Vẫn trở về cái form dáng ban đầu của chiếc gối này, để chúng ta có thể thấy được cái độ bền bỉ khi sử dụng sản phẩm này. Một chiếc gối với thiết kế cực kỳ thông minh và cùng với đó là một cái chất liệu rất là tốt cho sức đúng khỏe. Rồi. Đó. Đó quý vị thấy không ạ? Rất là tiện lợi để chúng ta có thể giặt giũ nữa chứ. Tại vì bình thường là giặt gối cũng là một cái vấn đề mà mình cũng cảm thấy là hơi mệt mỏi. Tại vì gối giặt á hả thì nó sẽ rất là lâu khô. Đúng và không? Bên cạnh đó là ở nhà không có gối thay thế. Còn đúng bây rồi. Giờ với cái chiếc gối mà Memory Foam này quý vị giặt sẽ rất là nhanh khô, cái chất liệu nó cực kỳ á hả là dễ nha, dễ khô luôn. Và ở đây quý vị nhìn thấy trên tay của Hồng Mỹ nha, cái chiếc gối của chúng ta nó có cái thiết kế rất là đặc biệt, đó chính là thiết kế lượn sóng. Thì cái phần rồi. Này á, cái phần này á là sẽ dùng cho những cái người lớn tuổi á, hoặc là những cái người lớn trong nhà mình nằm nè. Còn đúng cái phần rồi. Này sẽ dành cho các bé trong gia đình của chúng ta. Nó có hai đầu, một đầu cao và là một đầu thấp luôn quý vị ha. Đúng và rồi. Ngoài ra thì
thì cái chất liệu này rất là đặc biệt, đó là nó có khả năng là đàn hồi chậm. Bây giờ Hồng Mỹ sẽ cho quý vị và các bạn xem cái khả năng đàn hồi chậm của nó nha. Rồi mình cuộn lại như thế, nó có bị mất cơm, nó có bị hỏng hay không? Quý vị thấy không ạ? Cái khả năng đàn hồi rất là chậm luôn. Và khi mà nó đàn hồi chậm như thế này, chúng ta sẽ được lợi gì? Là lúc mình nằm xuống thì nó sẽ giảm cái áp lực tì nén của cơ thể, để nó sẽ nhẹ nhàng nâng đỡ cho cơ thể của mình, không còn cảm thấy là khó chịu hay là chúng ta đè nén lên cơ thể mà phát ra những cái tiếng ngáy hoặc là đau cổ, đau gáy, ngủ không có ngon nữa. Chưa hết nha, thêm cái vỏ gối bên ngoài của mình, chất liệu cũng rất đặc biệt luôn. Chính xác luôn, cái vỏ gối thì rất là đẹp mắt luôn nè quý vị ơi, đó, rất là đẹp mắt luôn. Và chất liệu vải vỏ gối cũng rất là mềm mịn luôn nè quý vị, đó là giúp cho cái giấc ngủ của chúng ta nó trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và ngoài ra đó thì chúng tôi cũng có luôn cả giấy chứng nhận đối với chất liệu của vỏ gối luôn, để quý vị yên tâm là chúng ta có thể là áp mặt, áp má, áp đầu của chúng ta lên đây để mà có những cái giấc ngủ ngon nè. Đó, thưa quý vị, trên tay của Hồng Mỹ là giấy chứng nhận dành cho chiếc vỏ gối của chúng ta nha. Thiết kế với cái chiếc vỏ gối của mình á, nó rất là đặc biệt luôn, sẽ giúp quý vị massage trong lúc mà chúng ta ngủ, đồng thời là yên tâm không có những chất gây hại đến sức khỏe của mình. Hồng Mỹ có cái chứng thư giám định về phẩm chất cho vỏ gối của mình đến từ Vina Control, một đơn vị là kiểm định dành cho chiếc vỏ gối của chúng ta, và đem mẫu đi thử rồi nè. Và kết quả mình nhận được đó là không phát hiện hàm lượng formaldehyde, một chất gây hại cho sức khỏe, và có dấu mộc cũng như là chữ ký quý vị ha. Như vậy thì chất lượng của sản phẩm được đảm bảo là từ ruột gối cho đến vỏ gối ở phía bên ngoài luôn. Đúng vậy. Mức giá trong chương trình ngày hôm nay thì sao? Rất là ưu đãi luôn quý vị đúng ha. Vậy. Mức giá niêm yết cho hai chiếc gối này á là rất là cao luôn, lên tới là gần 700.000 đồng cho hai cái gối. Tính ra một cái như vậy là 350.000 đồng. Nhưng mà giá trong chương trình này thì sao hả Thiên Trang? Ồ, chưa tới 500.000 đồng luôn quý vị ơi, mà chúng ta sở hữu không chỉ một mà là hai chiếc gối nha quý vị nha. Hai chiếc gối với thiết kế là thế hệ mới luôn, giúp cho chúng ta có được những giấc ngủ ngon và nâng đỡ được cái vùng đầu nè, cổ, vai, gáy của chúng ta. Thiết kế lượng sóng cực kỳ thông minh như thế này, và đặc biệt là gì ạ? Cao su hoạt tính ạ, có cái độ đàn hồi rất là êm ái, rất là tốt nè, để giúp cho chúng ta lúc nào cũng được nâng đỡ cái vùng đầu, cổ, vai, gáy. Nhớ kỹ nha, 499.000 đồng mình sở hữu một hai đó hai chiếc gối. Nhưng vẫn chưa hết, chúng tôi còn có quà tặng cho quý vị mình coi sơ qua ở đây nha, để thấy quà tặng hấp dẫn như thế nào á. Đây, một cái chiếc túi du lịch nha, màu sắc ngẫu nhiên nhưng mà rất là đẹp, rất là phù hợp với tất cả chúng ta đi du lịch này nha, xách tay cũng được nha, bỏ lên trên vali kéo cũng được này nha. Ngoài ra còn có một cái ví xinh xinh như thế này dành cho các chị em phụ nữ nữa, chưa tới 500.000 đồng. Mà những gì quý vị đang thấy ở đây nè đều là của quý vị hết, và đặc biệt không đi đâu xa hết, chúng tôi giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành trên cả nước luôn nha quý vị. Và thưa quý vị, Hồng Mỹ đã kịp sử dụng quà tặng của chương trình để mà đi du lịch đây ha, rất là tiện luôn. Với cái bộ sản phẩm quà tặng á, thì quý vị và các bạn có thể dùng chung với chiếc vali này nha, đi đúng du lịch rồi, rất là tiện luôn ha. Đây, chúng ta sẽ có là một cái chiếc túi du lịch nè, và còn có thêm là một chiếc ví cầm tay nữa. Đúng thì rồi, cái chiếc túi du lịch này nó rất là tiện luôn nè quý vị, với cái chất liệu là cực kỳ nhanh khô nha. Ở phía sau sẽ có một cái phần để quý vị đeo vào trực tiếp ở trong cái phần vali của chúng ta luôn. Đây, Hồng Mỹ sẽ cho quý vị và các bạn xem nha. Mình sẽ dễ dàng để mà chúng ta có thể là kết nối giữa cái phần túi này với lại cái phần vali của mình luôn. Đó. Không có sợ bị rơi luôn đúng không ạ? Và cái chất liệu này á, là cái chất liệu vải dù của quý vị, nên nó sẽ không có thấm nước và chính sẽ xác, không có bị dễ dàng ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết khi mà chúng ta đi du lịch. Còn có quai sách rất là tiện ha. Và thêm nữa là một cái chiếc ví cầm tay rất là xinh xắn để mình có thể đựng những giấy tờ khi mà mình đi ra sân bay nè, hay là chúng ta đi du lịch đựng tiền chẳng hạn. Quà tặng á, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Mà mức giá ngày hôm nay thì chỉ có 499.000 đồng. Đúng rồi, cơ hội để sở hữu hai chiếc gối giúp mình không còn ngủ ngáy, giúp mình ngủ ngon hơn, không còn đau vai, đau cổ, đau mỏi nữa. Hãy nhấc máy gọi điện thoại đặt hàng cho VJ Shop nha, bằng hai cách ha. Một là quý vị có thể gọi đến tổng đài, hai là quý vị có thể soạn tin nhắn với cú pháp sẽ luôn luôn được hiển thị trên màn hình. Chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
ruột gối. Ruột gối nhà bạn có gặp những vấn đề này hay không? Vết bẩn, ố vàng, không thể nào giặt sạch được. Ruột gối thì bó cục lại sau khi giặt này, rồi mỗi lần giặt thì rất là vất vả luôn. Hoặc là chúng ta sẽ bị đau cổ, vai, gáy mỗi khi ngủ dậy. Bạn có gặp những tình trạng này chưa ạ? Vì vậy cho nên là hãy thay ngay ruột gối mới Kimax Memory Farm gối cao su hoạt tính, xả nước là sạch, để chỗ tháng là khô, không bó cục khi giặt, không có mặt bụi, không gây dị ứng, không bị ẩm mốc, không mùi khó chịu và đặc biệt là rất thông hơi thoáng khí, giúp đem lại cho chúng ta một giấc ngủ ngon. Vì sao ạ? Cao su hoạt tính đàn hồi chậm sẽ giúp định hình đầu, cổ, gáy và sống lưng vào đúng cái tư thế khi ngủ nè, làm giảm áp lực cho các điểm tì, giúp xua tan áp lực và mệt mỏi trong quá trình nằm ngủ luôn. Đặc biệt hơn nữa, đó chính là thiết kế lượng sóng nâng đỡ cột sống cổ nè, và điều chỉnh gấp khúc của đường thở khi mà ngủ cho một cái giấc ngủ thật là êm ái và thoải mái. Cùng với sản phẩm ngày hôm nay đó là bộ hai gối Memory Foam cao su hoạt tính đến từ thương hiệu Timax. Chúng tôi cam kết chất lượng, bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng. Nếu như gối bị xẹp lún nên quý vị hãy yên tâm sở hữu nha. Và đặc biệt là trong khung giờ phát sóng này mà thời gian đang trôi qua rất nhanh rồi đó quý vị ơi, chúng tôi sẽ giảm ngay 200.000 đồng so với mức giá niêm yết luôn. Nếu như qua khung giờ này mình muốn sở hữu là phải trở về mức giá niêm yết là lên đến 699.000 đồng lận đó nha. Còn trong khung giờ này thì mức giá chỉ có 499.000 đồng mà thôi. Đã vậy mình còn được nhận quà tặng hấp dẫn là một túi sách du lịch màu sắc ngẫu nhiên, có thể xách tay hoặc là gắn vào thanh kéo vali rất là tiện dụng nè, đặc biệt là không thấm nước nữa chứ, và một ví cầm tay thời trang nữ, mức giá 499.000 đồng. Mình sở hữu tất cả những gì đang hiển thị trên màn hình sẽ là của quý vị mà không cần phải đi đâu xa hết quý vị nha. Gối ấy, thì ở bên ngoài thị trường có rất là nhiều, và tại VZ Shop của chúng tôi thì có rất là nhiều dòng gối để tất cả các khách hàng có thể lựa chọn luôn. Nhưng mà Timax Memory Foam là một trong những cái chiếc gối mà bán chạy nhất của VZ Shop, và đồng thời trong cái thời điểm này là đang được yêu thích nhất luôn. Quý vị có biết tại sao không ạ? Tại vì không chỉ giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon mà nó còn giúp quý vị hạn chế được rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta thường gặp phải với những cái chiếc gối thông thường. Bây giờ mình sẽ kể ra một vài những vấn đề với những chiếc gối mà chúng ta sử dụng ở nhà của mình. Có phải khi mà quý vị ngủ dậy sau một đêm chúng ta thường cảm thấy đau ở cái phần vai gáy của mình cái phần cổ, mà mình cũng không biết lý do tại sao, mặc dù mình đi ngủ rất là sớm và cũng có luyện tập thể dục thể thao nhưng mà vẫn bị đau trằn trọc mỗi đêm khi ngủ và thường hay bị thức giấc? Đó là lý do bởi vì cái chiếc gối của mình nằm nó quá là khập khểnh và nó tạo cái độ bấp bênh, nó không có nâng và giảm cái sự tì nén của cơ thể mình lên trên á chiếc gối, và mỗi khi chúng ta nằm như vậy á là cái đường thở của mình nó sẽ bị gấp khúc, và lúc đó thì không chỉ là đau nhức mỏi mà đặc biệt đối với những người lớn tuổi á là còn bị trở bệnh nặng hơn, là bởi vì nằm những cái chiếc gối không có đúng tư thế, đồng thời sẽ phát ra những cái tiếng ngáy rất là to. Cho nên nhiều lúc mình cũng không biết là có phải là một cái bệnh lý hay không mà mình cứ phát ra tiếng ngáy, mặc dù là mình thấy mình cũng rất là bình thường mà có người ngáy có người thì không ngáy. Nên quý vị ơi, rất là nên mình nên thay một cái chiếc gối mới, một đúng chiếc vậy. Gối có thể giúp chúng ta ngủ ngon hơn, chúng ta không còn lo lắng về việc ngại ngùng khi mà mình ngáy mỗi ngày nữa. Đúng rồi mẹ ơi, nhắc tới đây Trang nhớ tới cái câu chuyện cá nhân của Trang. Trời đất ơi, cách đây không lâu thật ra Trang cũng phải đi điều trị luôn á quý vị, là gọi là phải đi châm cứu á, bởi vì mình không biết sao mình ngủ mà mình cứ bị đau cổ vai gáy hoài luôn á. Thì lúc đó mình không có để ý, khám bệnh ra bác sĩ nói là mình ngủ sai tư thế. À thế mình mới hỏi là ngủ sai tư thế là sao? Bác sĩ kêu một câu là chắc chắn là ai mà bị đau cổ vai gáy chắc cũng nghe cái câu này quen lắm. Đó chính là về coi lại thử cái gối mình ngủ á, nó có là cái độ cao phù hợp hay không, đúng nó có rồi. Mềm mại hay không, nó có đúng với cái tư thế mình nằm hay không. Thì điều đó cho nên, chính vì cái điều đó cho nên là Trang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái giấc ngủ của mình và quan tâm đến cái chiếc gối mà mình gối mỗi ngày. Quý vị để ý cái hình ảnh này quen không ạ? Trời ơi, cái này là cái ruột gối nè quý vị. Mình mở cái lớp bọc ở bên ngoài ra một cái là trời ơi thôi. Nhiều khi á có nhiều gia đình thấy cái bao gối ngoài đẹp lắm, đúng cái bao gối đẹp lắm mà mở vô nhìn cái ruột gối trời ơi. Trời giống Trang dễ sợ luôn. Ồ, tại vì á quý vị biết không, giặt cũng được đó nhưng mà mỗi lần giặt nó vón cục khó chịu dữ lắm, rồi nhiều khi là giặt xong là thôi không sử dụng lại được nữa luôn. Cho nên là chúng ta phải thay liền luôn một cái chiếc gối nào đó để giúp cho chúng ta có thể có được một giấc ngủ ngon nè, không còn vấn đề lo lắng về cái việc giặt giũ nữa. Thì đây, ngay tại VGS Shop của chúng tôi đã có giải pháp cho quý vị rồi đó. Đây, giấc ngủ ngon đối với quý vị đáng giá bao nhiêu ạ? Đây, chúng ta
thay ngay một cái chiếc gối mới quý vị nha. Và cái chiếc gối này nó có cái thiết kế rất là đặc biệt luôn. Đó chính là lượn sóng ha. Tạo một cái đường lượn sóng như thế này thì cái phần cao sẽ có thể dùng cho những người lớn trong nhà, còn phần thấp thì sẽ dành cho các bé ở trong gia đình của chúng ta. Đúng rồi. Và bề mặt ở ngoài cái vỏ gối thôi thì quý vị thấy là nó thiết kế nè, có rất là nhiều những cái phần nhô ra như thế này. Để làm gì? Để tạo thêm cái độ massage lúc mà chúng ta nằm á, sẽ cảm thấy là thoải mái hơn rất là nhiều. Và đồng thời là cái chiếc gối của mình á, là chất liệu là memory foam. Đây là một cái chất liệu rất là đặc biệt quý vị ha. Nếu như mà quý vị từng đọc những cái thông tin về những cái phi thuyền của những cái phi hành gia đó, thì những cái ghế ngồi của họ là được thiết kế bằng cái chất liệu là cao su hoạt tính là memory foam. Để khi mà họ ngồi như vậy đó, có phóng lên trên vũ trụ, nó sẽ giảm bớt được những cái áp lực đè nén ở lên cơ thể. Và cái chất liệu memory foam này trước đây rất là đắt tiền. Nhưng mà sau này thì người bắt đầu người ta đã biết tới cái khả năng có thể là giảm cái áp lực lên. Nên người ta đã bắt đầu sản xuất và đã hình thành nên những cái chiếc gối mà hiện nay ở thị trường đang được rất là yêu thích luôn. Đúng và cái chất liệu memory foam này á Thiên Trang, nó sẽ giúp mình có thể là nâng đỡ cái cơ thể của chúng ta, bởi vì cái đặc tính của nó đó là đàn hồi chậm. Đó. Quý vị có thể nhìn thấy cái hình ảnh lúc nãy á, mặc dù chúng tôi thả cái tạ rơi xuống nhưng mà ly nước vẫn không hề bị làm sao hết, tại vì nó đàn hồi chậm và nó sẽ giữ đúng cái vị trí cái điểm mình nằm để giúp cho mình có thể là ngủ ngon mà không có hề bị ảnh hưởng bởi một cái tác động nào cả. Và chưa gì hết luôn, mình không biết chưa có nói gì hết mà Thiên Trang tự nằm luôn. Thiên Trang, trời ơi, tại vì Trang bức xúc quá quý vị ơi, nói thiệt luôn á. Rồi. Nằm như vậy chứ không có sung sướng gì đâu mà bị ganh tị như Trang, quý vị thấy không? Thấy như vậy tưởng đâu là trời ơi, sau một ngày dài mình vất vả, mình làm việc về mình chỉ muốn ngã lên trên chiếc giường, trên chiếc gối yêu dấu của mình để mình ngủ thôi. Nhưng mà tại sao, đặt một dấu chấm hỏi hoài, tại sao cứ hễ tối ngủ xong sáng thức dậy đau quá, đau luôn. Trời ơi, nó đau cái cổ nè, vai nè, gáy nè, đau quá trời đau. Mà hả, thở thì cảm giác rất là khó chịu, nhưng mà vì mình mệt quá, đôi khi mình bỏ qua, mỗi ngày bỏ qua ít. Đó. Để cái đường thở của mình nó không có được thẳng, thẳng tại nó bị gấp nè. Quý vị nhìn thấy là cái phần cổ nó bị gấp lại. Đúng cái rồi. Phần cổ nó gấp lại với cái phần này nó trên lên, còn cái phần này nó thấp xuống ở phía bên dưới thì trời nó sẽ làm cho cái đường thở của mình bị gấp. Đúng còn rồi. Bây giờ nha. Trời rồi, Thiên Trang dở lên nha. Hồng Mỹ sẽ thay cái gối này cho Thiên Trang. Đây, thay cái gối này vào là lập tức quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt ngay. Đó, bây giờ mình nằm thẳng lại ha. Đó, quý vị nhìn thấy không ạ? Cái đường thẳng của mình á, bây giờ là nó tạo thành một cái đường thở là uốn cong theo phần cổ vai gáy của mình và giúp cho cái đường thở của mình nó sẽ được thẳng một đường như thế này. Chứ đúng nó rồi. Không có hề, nó, lúc nãy nó bị dốc vậy phải không ạ? Bây rồi. Giờ là nó sẽ uốn cong theo cái phần cơ thể, phần đầu cũng như là phần cổ của chúng ta. Và nhìn rõ nhất là mình sẽ chụp lại cái hình ảnh mình so sánh trước đúng khi rồi. Và sau khi chúng ta sử dụng cái gối memory foam này. Trước đó thì quý vị thấy là đó, cái đường thở, cái đường cổ với lại là đầu của chúng ta nó gặp một khúc luôn, một cái đường xéo lên luôn. Nhưng mà sau khi nằm cái gối memory foam này thì lập tức là nó sẽ ôm theo phần đầu, phần cổ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cái thiết kế là đường lượn sóng. Đường lượn sóng sẽ ôm theo phần cổ của chúng ta. Và đồng thời quý vị, nó là đàn hồi chậm. Đây quý vị cùng nhìn xem nha. Hồng Mỹ sẽ đè xuống nè, nhưng nó sẽ đàn hồi chậm. Nó đàn hồi chậm đúng không ạ? Làm lại một lần nữa cho quý vị xem. Nó rất là đặc biệt. Và cái chất liệu đàn hồi chậm này nó sẽ giúp quý vị giảm cái áp lực tì nén của những cơ thể của chúng ta. Khi mà mình nằm á, lúc nào cái trọng lượng cơ thể của mình rất là nặng đúng không Thiên Trang? Rồi, mà mình nằm luôn. Lên mà nó không có giảm tì nén lập tức là mình sẽ bị đau. Đúng rồi. Còn bây giờ Thiên Trang thấy sao? Thoải mái quá trời luôn nè. Chắc ngủ được luôn á quý vị biết sao? Cái cảm giác nó khác hẳn luôn. So với mình dùng cái chiếc gối thế hệ cũ, mình cứ nghĩ rằng á, nó êm ái, nó thoải mái, nhưng thực sự không. Khi mình chìm vào giấc ngủ mình đâu có biết là mình ngủ cái cơ thể mình như thế nào đúng đâu rồi. Mà mình cứ đặt hoài dấu chấm hỏi, bây giờ mình đã hiểu rồi nè. Đó, dễ chịu rồi, gì đâu. Đây, xoay nghiêng là thấy rõ nhất luôn nè. Trời ơi, bây giờ quý vị thấy không ạ? Cái phần gọi là cái phần cổ vai gáy của mình này nha, tất cả đều có cái điểm á, nó thẳng một đường luôn nha, nó đều có cái điểm tựa luôn. Đó. Cho nên cảm giác nó không có chông chênh và rất là vững, rất là chắc luôn. Cho Hồng Mỹ hỏi là có bị hôi mùi cao su không? Không. Đó. Trời ơi, đúng rất rồi. Rất là nhiều khách hàng hỏi cái câu này luôn. Gói mới mà êm quá, thích quá. Rất là nhiều khách hàng hỏi là cao su hoạt tính thì có bị hôi cái mùi đúng cao rồi. Su hay không? Thiên Trang ơi, đang nằm đang cảm nhận trả lời dứt khoát một câu là có bị ha hôi mùi cao su hay không? Không hề nha. Trời ơi, dễ chịu cực kỳ luôn quý vị ơi. Đó. Bây giờ mình mới hiểu nha, là cái giấc ngủ đóng vai trò rất là quan trọng. Nhưng nếu như chúng ta gặp phải những cái vấn đề mà nãy giờ Trang và Hồng Mỹ chia sẻ thì mình phải xem lại liền, đó là cái chiếc gối mà mình đang sử dụng thì nó liệu là có đem đến một cái tư thế ngủ đúng cho chúng ta hay không.
Tại vì giấc ngủ mà ngày này qua ngày khác đúng không, lúc này qua lúc khác, mình cứ thế mình nằm mà mình cứ chịu đựng nè, cứ những cái điểm tựa của mình nó không có cái sự nâng đỡ đó, thì lúc đó thì chúng ta ngủ làm sao mà ngon được, giấc ngủ làm sao mà tròn được. Thì đây chính là giải pháp cho gia đình của chúng ta rồi đây ạ. Với thiết kế lượng sóng như thế này nè, định hình đầu, cổ, vai, gáy này nha. Và đặc biệt là gì ạ, chất liệu của chúng ta thì rất là thông thoáng luôn, thấm hút mồ hôi rất là tốt và không có cái mùi cao su khó chịu nha. Bao mùa hè lại càng không sợ nóng nữa nha, giảm áp lực lên các điểm tì này nha quý vị nha, cho nên là giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ thẳng, giấc ngủ sâu nè. Cả gia đình của chúng ta thoải mái tận hưởng giấc ngủ. Quý vị có phải công nhận với Trang một điều rằng á, nếu như mà đêm hôm trước mà mình ngủ thẳng giấc nha, ngủ ngon á, thì sáng hôm sau chúng ta rất là nhiều năng lượng luôn, đúng không nè. Còn hôm trước mà mình ngủ làm sao, sáng nó đau, nó nhức, nó uể oải thì thôi, ngày hôm đó làm việc không thể nào hiệu quả được, đúng không? Đúng rồi đó. Có nhiều những cái sản phẩm trong gia đình đó mình hay đầu tư, mình hay mua. Nhà mình phải thích là hoành tráng, mua một cái tủ lạnh thiệt là to, mua một cái máy lạnh thiệt là đắt tiền dành cho mùa hè. Nhưng mà quý vị ơi, trong những ngày nóng nực đó, quý vị đã đầu tư một cái chiếc gói hẳn hoi để mình có thể là dễ dàng chúng ta ngủ hay chưa? Một cái chiếc gói hẳn hoi để giúp quý vị và các bạn có một cái giấc ngủ thật là ngon chìm và một giấc ngủ thật là sâu, và sẽ không lo lắng cái tình trạng là đau vai, đau gáy, đau cổ mỗi khi mà chúng ta thức dậy nữa. Và ngoài ra đó nha, quý vị ơi, yên tâm về chất lượng của sản phẩm từ bên trong cho tới bên ngoài. Ở bên trong là chất liệu Memory Foam, ở bên ngoài là vỏ gối của chúng ta đã được đem đi kiểm định bởi Vina Control, một đơn vị kiểm định cho chất lượng của sản phẩm, và đã nhận về kết quả là không phát hiện hàm lượng formaldehyde với là dấu mộc cũng như là chữ ký hẳn hoi. Vậy thì cũng chứng minh cho tất cả chúng ta biết được là cái sản phẩm này ngày hôm nay của mình á, là nó chất lượng, một cái sản phẩm an toàn cho người sử dụng và giúp chúng ta có một giấc ngủ thật là ngon. Và theo khảo sát của VZ Shop với những cái chương trình mà chúng tôi đã từng thực hiện á, thì đối tượng mua cái sản phẩm này nhiều nhất đó chính là nam giới. Và Hùng Mỹ biết luôn lý do tại sao lại mua là bởi vì nam giới thường hay ngủ ngáy. Vậy thì ai mà hay ngủ ngáy, quý vị không có muốn gặp phải tình trạng đó nữa thì nên sở hữu ngay bộ gối này. Đảm bảo là quý vị ngủ xong thì giấc ngủ của chúng ta sẽ được cải thiện và không còn ngáy to nữa nha. Và đừng quên mua trong ngày hôm nay, vừa được giảm giá mà còn nhận thêm quà tặng nữa. Đúng vậy đó quý vị ơi, hãy nhớ kỹ nha, mức giá niêm yết là 699.000 đồng, nhưng bây giờ bên cạnh Trang đây chúng tôi khẳng định luôn chỉ còn là vài phút nữa là khung giờ phát sóng này kết thúc thì chúng ta sẽ không mua được mức giá này đâu. 499.000 đồng, tức là chúng ta tiết kiệm lên đến là 200.000 đồng nha quý vị nha. Và chúng ta không chỉ sở hữu một mà sở hữu lên đến là một nè, hai chiếc gối nha, rất là êm ái, rất là thoải mái, giúp hạn chế những ai mà gặp cái tình trạng là ngủ ngáy giống như Hồng Mỹ vừa chia sẻ. Và ngoài ra thì chúng ta còn nhận kèm quà tặng hấp dẫn nữa, đó chính là một chiếc túi du lịch này nha quý vị nha. Đây trên tay Hồng Mỹ đây cho quý vị coi. Nãy giờ Hồng Mỹ dùng thử rồi, bây giờ tới lượt Thiên Trang đi thử đó. Xem thử cái bộ sản phẩm này có thích hay không. Cảm giác đi du lịch nhìn rất là sang luôn ha. Đúng rồi, chính xác luôn. Và cái này tiện lắm quý vị, biết sao không? Bình thường á nha, là nếu như mà khi đi du lịch á, khi đi Trang có thể đi không vậy được, đúng không? Đó. Nhưng tới khi về á thì lúc đó là nhiều có khi mình mua đồ, đúng rồi, mình mua đồ thôi hoặc là đồ bẩn thì mình có luôn cái túi này á, chúng tôi tặng kèm cho quý vị. Mình không tốn thêm tiền mua, mà quan trọng là gì á? Đây, đó, mình chồng vào rất là đơn giản, dễ dàng đó. Rồi xong mình hào hùng mình kéo đi ha. Nó tiện ghê không quý vị? Đó, quá là tiện luôn. Đó. Không phải tay sách nách mang, bịch bọc tùm lum tùm la hết, cho vào đây hết nha, rất là tiện luôn. Và đây là còn nữa. Quá là dễ thương đúng không ạ? Và nhớ kỹ nha, đây là quà tặng của chúng tôi nè quý vị. Đó, mình có thể là bên trong là có ngăn này nha, mình để điện thoại nè, điện thoại cá nhân của Trang cũng được này nha. Đúng đó rồi. Rồi để tiền nha, đó có hai ngăn như thế này rất là tiện dụng luôn nha quý vị nha. Đây là ví thời trang mà chúng tôi cũng tặng luôn, không tốn thêm chi phí nào cả. Quý vị ơi, bây giờ đã có rất là nhiều người gọi điện thoại đến quan tâm đến giấc ngủ của mình thì phải quan tâm đến sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi phát sóng liền luôn quý vị nha. Chẳng những mức giá hấp dẫn, quà tặng hấp dẫn, mà chất lượng của sản phẩm, chất lượng của giấc ngủ của chúng ta đang đến rất là gần tầm tay của quý vị rồi đó. Gọi điện thoại liền cho chúng tôi nào. Và bây giờ thì Hồng Mỹ với Thiên Trang sẽ dành cho quý vị một ít thời gian để chúng ta đặt hàng, và nhớ tranh thủ vào lúc này gọi điện thoại thật nhanh hoặc nhắn tin thật nhanh về cho VZ Shop, bởi vì thời gian của chương trình là có giới hạn nha. We'll be right back.
này nữa, lưu ý là chỉ có 60 phút thôi mà bây giờ thời gian đang trôi qua rất là nhanh rồi. Nếu mà quý vị bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, còn có 20 mấy phút nữa thôi nha, là mình bỏ lỡ mất một cơ hội để có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, không còn lo ngáy, không còn sợ đau vai gáy nữa. Hãy đặt hàng ngay để sở hữu bộ 2 chiếc gối T-Max Memory Foam. Đây là dòng sản phẩm được cực kỳ yêu thích trên VZ Shop luôn. Và Hồng Mỹ thấy rằng cái độ bền của nó cực kỳ cao nha. Mặc dù chúng ta đặt dưới một trọng lượng của một chiếc xe tải rất là lớn cho chạy qua chạy lại, nhưng nó không hề bị ảnh hưởng một tí nào cả. Và nó có một cái độ đàn hồi chậm. Và chính cái khả năng đàn hồi chậm này sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể giảm được những cái áp lực tì nén trên cơ thể lúc mà chúng ta nằm xuống chiếc gối. Đó, quý vị thấy không ạ? Và ngoài ra nha, khi mà chúng tôi cho rơi một cái tạ xuống dưới và đặt cạnh một ly nước, nhưng mà ly nước vẫn không hề bị đổ luôn, chứng tỏ là độ đàn hồi rất là tốt luôn. Và hôm nay á nha, mình sẽ còn được nhận thêm quà tặng nữa. Ngoài mức giảm giá là 200.000 đồng áp dụng duy nhất trong chương trình phát sóng đặc biệt này ra, quý vị còn được nhận về hai món quà tặng. Mà hai món này Hồng Mỹ nghĩ là phụ nữ nào ai cũng cần, và ngay cả các quý ông nó cũng có thể là sử dụng cái chiếc túi du lịch để đi du lịch cũng rất là tiện luôn Hiên Trang ha. Chính xác luôn nha quý vị. Ngoài hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là một chiếc ví nữ thời trang dành tặng cho các chị á, thì chúng ta còn có thêm một chiếc túi du lịch nữa để cho cả nhà của chúng ta có thể cùng kết hợp với chiếc vali kéo của mình nè, đi du lịch khắp mọi nơi nè nha. Sách tay cũng được, rất là tiện dụng, rất là năng động luôn nè. Màu sắc thì ngẫu nhiên nhưng mà đảm bảo là chiếc túi là cũng cực kỳ chất lượng nha quý vị nha, không có thấm nước. Đây là một trong những cái điểm mạnh mà quà tặng của chúng tôi gửi đến. Đặc biệt là gì ạ? Nhớ kỹ là quà tặng thì không phải tốn thêm bất cứ một chi phí nào cả nha. Quà tặng thiết thực như thế này sẽ là của quý vị khi quý vị đặt hàng thành công bộ sản phẩm chính ngày hôm nay chúng tôi gửi đến, là hai chiếc gối cao su hoạt tính Memory Foam của thương hiệu T-Max quý vị nha. Vì vậy cho nên ngay bây giờ thời gian đang dần trôi rất là nhiều rồi, sản phẩm thì rất là cần thiết để có một giấc ngủ ngon, và quà tặng thì cực kỳ hấp dẫn. Và nên nhớ kỹ là trong khung giờ phát sóng này mình mới nhận được mức giá là 499.000 đồng mà thôi. Cho nên trong lúc này chúng ta đừng đắn đo suy nghĩ nữa. Quý vị đặt hàng thành công chưa ạ? Trong khi mình đang đắn đo suy nghĩ thì người khác đã đặt hàng thành công. Trong khi mình đặt hàng thành công thì người khác đã về tay và đã sở hữu và có được những giấc ngủ rất là ngon. Vì vậy cho nên đừng chần chờ thêm nữa. Cơ hội tuyệt vời sở hữu hai chiếc gối rất cần thiết để đem đến giấc ngủ ngon. Và thương hiệu T-Max thì rất là quen thuộc và uy tín với chúng ta rồi đúng không nào? Ngoài ra còn có quà tặng duy nhất trong khung giờ phát sóng này mà thôi. Qua khung giờ phát sóng này rồi, mình sẽ không có mức giá này, cũng như là không có quà tặng hấp dẫn như thế này nữa. Hãy nhớ kỹ quý vị nha, gọi điện thoại liền, nhắn tin liền cho chúng tôi quý vị nha. Quý vị ơi, đừng bỏ lỡ cơ hội để mà chúng ta sở hữu sản phẩm ngày hôm nay nha. Nhanh tay gọi điện đến tổng đài của VZ Shop để có thể có ngay bộ gối Memory Foam của thương hiệu T-Max ngày hôm nay. Và cho Hồng Mỹ hỏi tất cả quý vị một câu là từ trước tới giờ quý vị mua gối có được bảo hành chưa ạ? Có bao giờ mua gối được bảo hành đâu. Nhưng ngày hôm nay chúng ta mua gối sẽ được bảo hành nha. Thời gian bảo hành là bao lâu? Chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị trong vòng 6 tháng. Wow. Và chế độ bảo hành là gì? Một đổi một trong vòng 6 tháng nếu gối của mình bị xẹp lún. T-Max rất là tự tin về chất lượng của mình nên mới dám bảo hành một đổi một như vậy trong vòng nửa năm trời. Chứ nếu mà một cái thương hiệu nào đó không có chất lượng, không có uy tín thì chắc sẽ chẳng bao giờ dám bảo hành cho chiếc gối của mình mà một đổi một như thế đâu. Và hôm nay ngoài cái ưu đãi về chế độ bảo hành ra, chúng ta sẽ còn được giảm giá lên tới là 200.000 đồng. T-Max hiện nay xuất hiện ở rất là nhiều những cái trung tâm mua sắm lớn và đó quý vị mua bộ đôi gối này ha. Mức giá niêm yết sẽ lên tới là 699.000, gần 700.000 đồng, và tính ra mỗi chiếc gối như vậy là khoảng tầm 350.000. Nhưng mà hôm nay thì sao? 499.000 là chưa tới 500.000. Tính ra mỗi chiếc gối như vậy là mình mua chỉ khoảng là chưa tới 250.000 ha Thiên Trang ha. Mà còn lời thêm được quà tặng nha, là một cái chiếc ví nè và có thêm một cái chiếc túi xách đi du lịch nữa. Nếu mà bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay quý vị sẽ cảm thấy rất là tiếc luôn. Và giờ thì Hồng Mỹ biết là cuộc gọi đang gọi về rất là cao rồi. Quý vị ơi, một cách khác để chúng ta đặt hàng ngoài việc gọi điện thoại nữa là có thể soạn tin nhắn với cú pháp luôn luôn được hiển thị trên màn hình để đặt hàng. Hãy nhanh chóng để sở hữu ngay bộ gối Memory Foam của thương hiệu T-Max để chúng ta không còn lo lắng những cái vấn đề gặp phải khi mà chúng ta nằm gối nữa. Vấn đề gặp phải khi nằm gối là gì hả Thiên Trang? Ôi trời ơi quý vị ơi, vấn đề mà chúng ta gặp phải là gì ạ? Có phải là nhà chúng ta thì thường xuyên sẽ giặt bỏ gối, nhưng mà còn cái ruột gối thì sao ạ?
có phải thường xuyên gặp phải những cái vết ố vàng bên trong này nha. Nó rất là dơ và nó hôi lắm. Ở bên trong này ẩn chứa biết bao nhiêu là vi khuẩn mà mình nằm mình tiếp xúc hàng ngày á, thì nó sẽ ẩn chứa biết bao nhiêu là căn bệnh tiềm ẩn. Và chưa kể nha, mình nằm cái thiết kế nó gối như thế này nè, thiết kế gối cũ nè, thì coi như thế nào nha. Đây, ta đây rồi lại tiếp tục nằm. Nằm cái gối này không sợ bị hư da hả? Quý vị biết là da Thiên Trang rất là đẹp luôn á, mà nãy giờ mà bắt Thiên Trang nằm cái gối này Thiên Trang rất là sợ. Nhưng mà Thiên Trang biết đâu cái gối nhà Thiên Trang của Y Trang bày đó. Trời ơi, nói ra thì mắc cỡ quá đi, đúng thiệt luôn á, mình quan tâm ở bên ngoài mình không quan tâm ở bên trong và bây giờ là cực kỳ khó chịu luôn nè. Đó đây đó nè, quý vị thấy nè, cái đường cổ của Thiên Trang với lại đầu á nó tạo thành một cái đường gấp khúc đó, nó có một cái đường nó gập là và nó dốc như thế này. Trên thì cao nhưng mà ở dưới nó gấp xuống như thế, và lúc mà chúng ta nằm á, tại vì nó gấp nên là cái đường thở, cái cổ của mình nè, cổ của mình đáng lẽ thở thì phải được thông thoáng đúng không ạ? Nhưng mà nó gấp như thế thì lúc mà chúng ta thở mình sẽ tạo những cái cơn gấp khúc, và chính vì chúng ta bị gấp khúc khi thở nên sẽ phát ra những cái tiếng ngáy rất là to, làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu luôn, và người ngồi nằm cái bên cũng cảm thấy khó chịu. Khi mà ngủ dậy nè thì cái phần đau là phần cổ nè, phần vai của chúng ta, mình hay thường nói là cái bệnh mà đau vai gáy đó quý vị. Vai gáy là thường hay bị luôn, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi mà có bệnh về xương khớp sẵn rồi đó. Nằm cái gối này á, bệnh sẽ càng trở nặng hơn rất chính là nhiều luôn. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì khi mà quý vị và các bạn chúng ta nằm cái chiếc gối á, khác thì quý vị sẽ thấy là cái sự khác biệt luôn ha. Rồi cái chiếc gối khác luôn. Đó là cái chiếc gối gì? Cái chiếc gối khác đó nó có cái điều gì đặc biệt? Đây Hồng Mỹ thay đổi cho quý vị xem. Đó, nằm xuống nha. Đó chính là gối Memory Farm của Thiên Đường là đây. Rồi miêu tả đi. Trời đất ơi, bây giờ không có biết miêu tả gì hết. Giờ Trang ngủ một giấc thiệt là ngon, là quý vị biết là cái gối này nó đã tới như thế nào rồi đó. Đó quý vị thấy không ạ, tự nhiên cái mình nằm á mình cảm giác là mọi cái điểm tì nén ở trên cơ thể mình nó đều có cái điểm tựa hết quý vị ơi, cho nên là cái cảm giác là cổ vai gáy của mình là nó không có bị chông trên, nó không có bị khó chịu, mình không có cần phải gồng lên. Đặc biệt là gì á, cái cổ của mình nè nó được thông thoáng, là mình không có bị gấp khúc. Đúng cho nên rồi. Là mình không có cảm giác là bị bí, bị khó thở. Và trả lời một cái câu hỏi là tại sao mà trước đây á mình cũng đi về nhà rồi sau một ngày dài vất vả mình lăn xuống chiếc giường nằm lên chiếc gối thân yêu mình ngủ mà sáng thức dậy nó đau quá trời đau luôn, mình không hiểu được. Nhưng bây giờ quý vị có thể coi đó, quý vị thấy đang hình ảnh so sánh không ạ? Thiên Trang nằm cái chiếc gối cũ với lại là cái chiếc gối tim mắt ngày hôm nay của đúng chúng rồi. Ta là thấy sự khác biệt rất là lớn luôn á Thiên Trang. Một cái là mình nằm cái gối cũ là quý vị thấy là bị gấp khúc nè, nhưng mà bây giờ là nó lượn sóng đó, ôm theo cái phần đầu phần cổ của mình. Lúc nãy cái gối kia nó chỉ thẳng đường đột là ở trên cao dưới thấp thôi, còn bây giờ nó ôm nè, nó ôm theo cái phần cổ của mình. Và quý vị thấy là cái cổ của mình á, khi mà ngủ nó sẽ được thẳng thì cái đường thở của chúng ta nó sẽ thẳng ra luôn, nên sẽ không có tạo ra những cái cơn ngáy cũng như là sẽ không làm cho chúng ta bị đau hai cái phần vai gáy khi mà chúng ta nằm. Đồng thời nè, đây nè quý vị nhìn xem cái chất liệu của mình là chất liệu Memory Farm là cao su hoạt tính đó. Đúng bây giờ Hồng Mỹ thả ra cho quý vị xem nha. Trả lời kìa. Nó đàn hồi rất là chậm luôn. Thông thường thì mình nằm những cái chiếc gối mà nó có cái độ đàn hồi nhanh á thì nó sẽ không có làm giảm cái áp lực tì nén lúc mà chúng ta nằm xuống cái gối. Tại vì nhiều khi trọng lượng cơ thể mình 50-60kg đúng không? Nằm xuống thì nó cũng phải tạo cái áp lực lên phần đầu phần cổ. Nhưng mà với Memory Farm như thế này thì sẽ giúp quý vị giảm bớt cái áp lực đó và đồng thời nó không đè lên phần cổ và phần đầu phần gáy nên ngủ thức dậy không có đau. Thêm một cái nữa là sao Thiên Trang, có mùi gì không? Không có mùi gì hết nha quý vị. Bình thường á thì có phải là quý vị rất là sợ khi mà nghe cái chữ cao su á, mình sợ nó sẽ có cái mùi cao su nó khó chịu đúng không? Nhưng mà đây là quý vị yên tâm nha, tim mắt rất là tâm lý xử lý hoàn toàn rồi nên nó cái mùi rất là dễ chịu, vừa êm ái này nha. Đặc biệt là gì á, thiết kế rất là thông minh luôn, nó ôm gọn hết, dù là mình nằm nghiêng hay là nằm thẳng. Đúng rồi, nó còn massage nữa ha. Bởi vì sao đây nằm nghiêng nè, đó quý vị thấy không ạ? Nó khác biệt là khác biệt chỗ nào, quý vị để ý kỹ không ạ? Đó là bình thường với cái chiếc gối thế hệ cũ nó sẽ làm cho cái phần mà cổ của mình nè nó bị hỏng lên đó quý vị, cho nên là nguyên một đêm nếu như mình nằm nghiêng á mình sẽ cảm giác là nó sẽ bị giống như là chông chênh lắm, không có đúng điểm rồi. Tựa là mình vô tình mình phải gồng suốt cả một đêm như vậy đúng mình rồi. Không hay. Còn bây giờ thì sao ạ, nằm nghiêng thoải mái luôn đó, rất là thoải mái luôn, tha hồ có một cái giấc ngủ đúng ngon rồi. Cùng với chiếc gối cao su hoạt tính đến từ thương hiệu Tim Mắt quý vị nha.
Đây là cái hình ảnh 3D để chúng tôi cho quý vị có thể thấy được là cái sự diễn biến của cơ thể của chúng ta với cái phần cổ nè, phần xương cổ và phần đầu của mình lúc mà chúng ta nằm với cái chiếc gối Memory Foam ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Đúng rồi. Một cái chất liệu rất là đặc biệt luôn. Và chất liệu này sẽ giúp chúng ta có thể nâng đỡ cho phần đầu, phần cổ lúc mà chúng ta nằm, tạo một cái đường thẳng cho đường thở của chúng ta, không gây ra cảm giác là ngáy to, không làm cho mình cảm thấy mệt mỏi mỗi khi mà buổi sáng mình thức dậy nữa. Thật sự là giấc ngủ rất là quan trọng luôn. Dù là người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi thì ai cũng cần phải có một cái giấc ngủ ngon. Nếu mà chúng ta ngủ không có ngon giấc á, thì ngày hôm sau như Thiên Trang nói, thức dậy mệt mỏi, uể oải và không làm được cái gì cả. Cho nên đầu tư cái gì thì đầu tư, nhưng mà gối thì phải đầu tư. Hồng Mỹ thấy có nhiều chị em phụ nữ thích đi mua ráp lắm, mua chăn, mua ráp, mua nhiều lắm. Nhiều khi là có người mua mười mấy bộ trong nhà để thay đổi. Mà có cái gối, có cái ruột gối hoài không chịu mua. Cứ để vậy từ năm này qua tháng nọ để cho nó ố vàng, nó cũ kỹ, nó hôi hám ở trong nhà. Và có trẻ nhỏ mà nằm những cái gối này vào mùa hè thực sự là rất là mệt. Và Hồng Mỹ biết nhiều quý vị khách hàng chúng ta không có giặt thường xuyên á, là tại vì nó bị vón cục. Đây nè, những cái chiếc gối này nè, thường nó quý vị khi mà giặt á, nó sẽ bị cái gòn ở bên trong á, nó sẽ vón cục lại. Đó. Đây nè, chưa gì hết quý vị nhìn thấy có những cái phần cục ở bên trong á, là nó bị vón cục lại vậy nè. Đó, thấy không ạ? Khi mà chúng ta giặt nó sẽ bị vón cục, cho nên là nó rất là lâu khô thì mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà với cái chất liệu ngày hôm nay, ngoài việc có là những cái lợi ích về sức khỏe nó mang đến thì chúng ta còn rất là dễ dàng trong việc vệ sinh giặt giũ nữa. Đúng rồi quý vị ơi, đó, ngoài cái việc là chúng ta sẽ có những cái giấc ngủ rất là ngon, mềm mịn, êm ái, nâng đỡ phần cổ vai gáy của mình, thì cái việc là vệ sinh chùi rửa cũng hết sức là đơn giản luôn quý vị ơi. Đó, chúng ta có thể là dễ dàng, vì sao ạ? Vì chất liệu là cao su hoạt tính như thế này á, thì có thể dễ dàng là giúp cho chúng ta là xả ngay giặt ở dưới mọi nước lạnh cũng được luôn. Nhanh, khô, thoáng, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Và ở đây quý vị coi nè, đây là cái vỏ gối nha, tháo ra cũng hết sức là đơn giản, dễ dàng luôn nè quý vị. Đó. Đó, đó, quý vị thấy không ạ? Đó, đơn giản lắm quý vị ơi, để chúng ta có thể là vệ sinh nè nha, giặt giũ nè, đó, mình tháo ra mình giặt cái vỏ bên ngoài cũng được, mình giặt cái phôi ruột ở bên trong cũng được luôn. Nó đơn giản, nó dễ dàng lắm, giúp cho chị em phụ nữ chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều và nó rất là nhẹ. Khi mà chúng ta thường xuyên giặt được cả là vỏ gối cũng như là ruột gối như vậy á, thì nó mới đảm bảo được vệ sinh, đặc biệt là mùa hè này nha quý vị, thì nó rất là hầm, rất là bí. Nhiều khi chúng ta nằm ngủ á, con nít nó hay bị đổ mồ hôi trộm á, thì ngày này qua ngày khác những cái mồ hôi đó, hầm bí, ẩm mốc đó, nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều vi khuẩn. Vì vậy cho nên là chúng ta đừng có coi thường, đừng bỏ qua khi mà chúng ta không vệ sinh những cái chiếc gối, đặc biệt là cái ruột gối bên trong như thế này á. Mỗi một ngày như thế nó sẽ tích tụ rất là những căn bệnh tiềm tàng nguy hiểm. Đúng mà rồi. Cũng đã có rất là nhiều báo chí chính thống đã đưa tin rồi quý vị. Đúng ơi đó. Vì vậy cho nên ngay bây giờ một giải pháp cho chúng ta để có được một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ sâu thì không thể nào thiếu được một người bạn đồng hành. Đúng rồi. Là một chiếc gối với chất liệu là cao su hoạt tính như thế này nè nha, thiết kế lại còn thông minh và lượng sóng nữa chứ. Vì vậy cho nên là giúp chúng ta ngủ đúng tư thế. Và vì vậy cho nên đây là một trong những sản phẩm cực kỳ được yêu thích tại VJ Shop luôn đó quý vị. Thường thì trên VJ Shop của chúng tôi là bán các sản phẩm cho nữ giới như là thời trang, như là trang sức, bán rất là chạy. Nhưng mà với bộ gối này thì đặc biệt là các quý ông cực kỳ yêu thích và đặt hàng rất là đúng nhiều rồi. Ngày hôm nay cũng vậy, Hồng Mỹ nghĩ là cuộc gọi cao là do vừa là nữ giới vừa là nam giới đặt hàng đúng rất rồi. Nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị ơi, mua với VJ Shop lúc nào cũng sẽ có những cái ưu đãi nha. Đúng rồi. Ngoài việc là chúng tôi giảm giá 200.000 đồng, chúng tôi sẽ còn tặng cho quý vị thêm một cái chiếc túi du lịch nè, với chất liệu là vải dù nè, có thể là chống thấm nước ha. Đúng đồng rồi. Thời thiết kế rất là tiện, chúng ta có thể là để lên trên vali như thế này, không còn phải là tay xách nách mang rất là bất tiện. Hay là quý vị và các bạn muốn xách rồi thì cũng có thể xách rồi được luôn đó. Rất là tiện luôn ha. Cầm như thế này mà đi du lịch thì cũng rất là sang đúng không? Đúng rồi lại còn luôn. Có thêm một cái chiếc ví nho nhỏ để chúng ta có thể là đựng những cái giấy tờ tùy thân hay là tiền bạc của mình nữa. Và bây giờ thời gian thì chỉ còn có vài phút nữa đúng thôi rồi. Nếu mà bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay thì không biết là với những cái chương trình khác thì mức giá có còn được giảm 200.000, có còn được tặng quà như thế này hay không. Đúng bởi rồi. Vì đây là sản phẩm bán rất là chạy cho nên khả năng hết hàng cũng cực kỳ cao luôn quý vị ha. Đúng hãy nhanh tay gọi điện thoại về tổng đài của VJ Shop hoặc soạn tin nhắn với cú pháp luôn luôn được hiển thị trên màn hình để đặt hàng. Chúng tôi sẽ dành tiếp tục một ít thời gian nữa để quý vị đặt hàng nha. We'll be right back.
cực kỳ lớn như thế này chạy ngang qua chiếc gối chi mát của chúng ta. Thì quý vị thấy không ạ? Với chất liệu là cao su hoạt tính thì cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Mặc dù là cả trọng lượng lớn như thế, chạy qua chạy lại như thế này, nhưng mà chiếc gối vẫn giữ được form dáng như ban đầu, thậm chí là bị tác động đến như thế nào đi chăng nữa, bị vo lại như mì luôn đâu quý vị, thì chiếc gối vẫn giữ được định hình form dáng như ban đầu. Và ngoài ra thì quý vị vừa thấy là một cái cục tạ vừa cho rớt xuống nè, kế bên là một ly nước, thì ly nước vẫn không hề hấn gì cả, là cái độ đàn hồi thì rất là ổn định luôn nha quý vị. Và trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đây, đây chính là quà tặng của chúng tôi, tuyệt vời quá đúng không ạ? Mình mua gối là có cơ hội mình thay đổi gối ở trong gia đình của mình nè nha, giúp bảo vệ sức khỏe, bảo vệ giấc ngủ của gia đình mình. Bên cạnh đó mình lại còn có quà nữa chứ, các chị thì sẽ có thêm những cái chiếc ví rất là xinh yêu như thế này luôn nè. Nhớ kỹ nha, đây là quà tặng cho nên mình không có tốn tiền gì hết trơn á, và chúng tôi còn giao tận nhà cho quý vị nữa chứ. Ngoài ra thì quý ông còn có thêm một cái chiếc túi mình xách tay mình đi du lịch cũng được, hoặc là chúng ta cũng có thể kết hợp với chiếc vali kéo ở nhà của mình đó, đặc biệt chất liệu là không có thấm nước nữa. Và nhớ kỹ nha, đây cũng là quà tặng của chúng tôi luôn, nên quý vị yên tâm là chúng ta sở hữu hôm nay sản phẩm vừa tốt nè, đem đến giấc ngủ ngon cho cả gia đình của mình nè, và quà tặng lại còn cực kỳ hấp dẫn. Và bây giờ thời gian đang trôi qua rất là nhanh rồi, chỉ còn có vài phút ít ỏi nữa thôi. Nếu như quý vị vẫn còn lăn tăn không biết là có nên mua hay không, thì bây giờ cơ hội người khác đang lấy hết của chúng ta rồi đó. Qua những cái giờ phát sóng này rồi thì chúng ta không còn nhận được mức giá ưu đãi này nữa, không còn những quà tặng hấp dẫn này nữa. Vì vậy cho nên phải mau lên. Đã bao lâu rồi bạn chưa có thay cái ruột gối ở trong gia đình của mình đây? Ruột gối nhà bạn có phải gặp những vấn đề này hay không? Vết bẩn là nhà ố vàng này nha, thậm chí là không thể giặt sạch được luôn. Ruột gối sẽ vón cục sau khi giặt lại rất là khó khăn, mỗi lần giặt nó rất là vất vả, đầu cổ vai gáy mỗi khi ngủ dậy. Tại sao và tại sao? Vì vậy cho nên ngay giờ phút này chúng ta phải thay ngay ruột gối mới đến từ thương hiệu T-Mark là Memory Farm, gối cao su hoạt tính, xả nước là sạch, để chỗ thoáng là khô, không vón cục khi giặt, không mạt bụi, không gây dị ứng và không bị ẩm mốc, không có mùi khó chịu và rất là thông hơi thoáng khí luôn nha. Đúng rồi đó, và ngoài những cái điều đó ra thì chất liệu cao su hoạt tính đàn hồi chậm còn mang đến cho mình á là định hình đầu, cổ, gáy và sống lưng, tạo đúng cái tư thế chuẩn khi mà chúng ta ngủ luôn, làm giảm áp lực cho các điểm tỳ nén, giúp xua tan áp lực và mệt mỏi trong quá trình nằm ngủ. Với thiết kế lượng sóng thì nâng đỡ cột sống cổ nè, điều chỉnh gấp khúc của đường thở khi ngủ và cho một giấc ngủ thật là êm ái và thoải mái. Và đã ngủ ngon rồi thì sáng ngày hôm sau tràn trề năng lượng để làm việc luôn. Thêm nữa là sẽ được cam kết bảo hành chất lượng một đổi một trong vòng 6 tháng nếu mà gối bị sẹp lún. Có bao giờ mua gối mà được bảo hành chưa? Chưa kể đến việc là còn bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng nữa chứ. Nhiều khi là mình mua xong rồi mình đem ra cho người ta bảo hành, người ta còn không chịu chứ, mà tại VZ Shop mua là trong 6 tháng là một đổi một luôn. Nên quý vị ơi, sản phẩm này nhà cung cấp và ngay cả chúng tôi tự tin rất về chất lượng rất là nhiều luôn. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu trong chương trình ngày hôm nay. Ai đặt hàng trong khung giờ này được giảm giá 200.000 đồng, tặng thêm một chiếc túi sách du lịch và thêm một chiếc ví cầm tay nữa. Bỏ lỡ hết khung giờ này là hết quà, là hết giảm giá, thì lúc đó mình sẽ rất là tiếc nha. Đúng và rồi. Thời gian thì chỉ còn lại 2 phút nữa thôi. 2 phút nữa là chúng tôi sẽ khép lại chương trình phát sóng 60 phút dành cho cái sản phẩm này. Mua trong những chương trình khác quý vị sẽ không có ưu đãi bằng chương trình này đâu ha. Đúng mua rồi. Trong những chương trình khác biết đâu là không được giảm giá, không được tặng quà, mà mua giá niêm yết thì mức giá lên tới gần 700.000. Đúng rồi. Vậy tại sao mình không mang về cho gia đình của mình trong chương trình ngày hôm nay? Bằng đúng cách rồi. Nào đây? Bằng cách gọi điện thoại đặt hàng, và còn một cách khác nữa là cách gì? Đó chính là nhắn tin cho chúng tôi theo cú pháp luôn luôn được hiển thị ở trên màn hình, để quý vị có thể rinh ngay về nhà bộ sản phẩm không thể thiếu giúp chăm sóc giấc ngủ không chỉ của bản thân mình mà cho cả gia đình của mình luôn nha quý vị. Ngoài ra hãy nhớ kỹ mức giá ưu đãi này nha, quà tặng đặc biệt này nha, chỉ còn có hơn một phút nữa thôi. Thì sẽ không còn nữa, sớm cũng mua, trễ cũng mua, thôi thì mua đúng thời điểm sẽ rất là có lợi cho tất cả quý vị đó. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với bộ sản phẩm mới đến từ T-Mark như thế này á, sẽ giúp cho tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta nè, các đấng mày râu có thể phần nào cải thiện được cái đúng tình trạng ngủ đó. Ngáy của mình nè nha, đem đến giấc ngủ ngon nè, một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ thẳng sẽ giúp chúng ta tràn trề năng lượng luôn, chưa kể còn có quà tặng thiết thực nữa chứ. Hãy nhớ kỹ, bây giờ gọi điện thoại liền, nhắn tin liền và chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên cả nước, không cần phải đi đâu xa hết. Quý vị còn đang lăn tăn nữa thì bây giờ người ta đã đặt hàng sắp hết hàng ở trong kho rồi kìa quý vị ơi, cho nên là ngay bây giờ gọi điện thoại liền, nhắn tin liền quý vị nha, chúc quý vị sẽ đặt hàng thành công. Còn có mấy chục giây nữa là Hồng Mỹ với Thiên Trang phải nói lời chào tạm biệt rồi, rất
là hy vọng quý vị sẽ sở hữu cái bộ gối này. Hồng Mỹ tin chắc là khi mà ai nằm chiếc gối này sẽ đều cảm thấy yêu thích và sẽ ngủ thật là ngon. Còn bây giờ thì phải nói lời chào tạm biệt thật rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những sản phẩm kế tiếp trên VJ Shop nữa nha. Đa đa. Mình ơi, ta làm gì lâu quá vậy? Lâu hả? Trời, mấy giờ này dễ mà. Anh xin lỗi. Bạn biết bớt luôn vụn ra đi vui, gọi đi dễ sát nhé. Mua sắm